Chào anh em đang theo dõi kênh YouTube của Tìm Tế, mình là Trung DT. Video này thì mình sẽ cùng anh em tìm hiểu một mẫu TV OLED đến từ Sony, đó là dòng Bravia A80K. Thì đây là sản phẩm năm 2022, mặc dù chưa phải là một phiên bản cao cấp nhất của hãng đối với dòng TV OLED. Tuy nhiên, mình nghĩ với những tính năng mà dòng TV này mang lại cộng với một cái mức giá phù hợp, nhiều lựa chọn kích thước thì đây sẽ là một cái lựa chọn TV OLED trong năm 2022 mà không thể bỏ qua. Rồi mời anh em cùng tìm hiểu với mình chiếc TV này nhé. Bravia A80K được định vị là dòng TV OLED chủ đạo của Sony trong năm 2022. Chúng ta có tổng cộng là 3 kích thước 77 inch, 65 inch và 55 inch. Thì cái chiếc TV kế bên mình có kích thước là 65 inch, giá của nó dao động đâu đó vào khoảng là 56,9 triệu đồng theo cái website niêm yết của Sony. Và với những cái tính năng nó mang lại thì mình nghĩ nó sẽ hài hòa tất cả những cái nhu cầu mà anh em muốn sử dụng, từ chất lượng hình ảnh tối ưu của Sony cũng như là một cái hệ thống âm thanh kết nối với cái hệ sinh thái các thiết bị của Sony. Chưa kể nó cũng sẽ là một cái mẫu TV phù hợp để cho anh em trải nghiệm chơi game PlayStation cùng với nền tảng Google TV dựa trên Android 10 mới nhất mà Sony đem lại. Cũng giống như dòng Master Series thì dòng sản phẩm này thừa hưởng cái bộ xử lý Bravia XR Cognitive, tức là trí tuệ nhận thức. Thì chi tiết thế nào thì mình sẽ đến với cái phần trải nghiệm hình ảnh tiếp theo cái video này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về thiết kế và những cái điểm đổi mới của Sony họ đã đem đến trên dòng Bravia A80K ở phiên bản lần này. Thì anh em có thể thấy một cái thiết kế đơn giản mà mọi người có thể bắt gặp trên những cái chiếc TV tầm trung hoặc cao cấp. Có thể viền của chiếc TV này không thực sự mỏng như một số những cái dòng TV khác, nhưng đây là cái tấm nền OLED và cái màu đen của phần viền này, khi mà chúng ta thưởng thức trong một cái không gian với ánh sáng phù hợp thì anh em sẽ thấy là cái thiết kế One Slate của chiếc TV này nó có thể tập trung những cái nội dung mà chúng ta trải nghiệm. Cộng với việc là cái dòng TV này nó sẽ cho chúng ta có nhiều cách thiết lập khác nhau trong ngôi nhà, trong những cái căn phòng mà chúng ta thưởng thức. Chẳng hạn anh em có thể treo tường thì cái đó là một công việc dễ dàng. Và thiết kế chân đế này nó có thể thiết lập thành 3 cái vị trí khác nhau. Cái vị trí tiêu chuẩn mà mọi người đang thấy trên video thì cái phần cạnh của cái TV thì nó nằm sát với cái mặt phẳng, thì nó vào khoảng là tầm từ 2 đến 3 cm thì nó cũng sẽ tập trung được cái nội dung mà chúng ta muốn thưởng thức. Nếu mà anh em có sao ba thì cái phần chân đế này có thể được nâng lên để cho nó phù hợp với những cái mẫu sao ba có cái chiều cao vào khoảng từ 5 đến 7 cm, thì lúc đó nó sẽ có một cái không gian trống ở bên dưới, phần cạnh dưới của TV để cho cái loa nó sẽ đạt được một vị trí phù hợp. Trong trường hợp mà anh em có một cái không gian hạn hẹp mà chúng ta vẫn muốn mua những chiếc TV to, hoặc là cái kệ TV của chúng ta nó nhỏ, diện tích nó nhỏ, thì cái phần chân đế này cũng có thể được thu gọn lại ở vị trí gần trung tâm, tức là gần cái vị trí mà cái microphone nó đặt ở giữa. Thì khi đó nó sẽ có một cái thiết kế chân đế gọn vào hơn để cho chúng ta vẫn có thể đặt được TV lớn trên một cái không gian nhỏ hẹp. Bên cạnh đó thì anh em có thể thấy những cái đặc tính quen thuộc của những dòng TV Sony Bravia OLED trước đây, đặc biệt là phần ở phía sau với những kết nối được thiết kế gọn gàng, với những cái hoa văn nhìn đằng sau mặc dù chúng ta nhìn không nhiều nhưng mà nó vẫn rất là đẹp. Và cái kiểu thiết kế đi dây khi mà chúng ta gắn vào tường nó cũng gọn gàng và nó cũng dễ dàng. Ở phía cạnh dưới phần trung tâm của TV thì vẫn là cái thiết kế mic để cho chúng ta có thể ra lệnh giọng nói Google Assistant mà không cần sử dụng đến remote. Và sau đây là một số câu lệnh mà mình có thể điều khiển TV từ xa với microphone tích hợp ngay trên TV. Ok Google, tắt TV. Chắc chắn rồi, đang tắt Sony SA65A80K đi. Ở trong chế độ chờ thì anh em thấy ở cạnh dưới của TV nó sẽ hiện một cái đèn màu cam nhỏ. Thì khi mà chúng ta nói OK Google, nó sẽ có một cái đèn màu trắng ở kế bên trái, nó sẽ hiện lên để nó nhận thông tin của chúng ta. OK Google, bật TV. Chắc chắn rồi, đang bật Sony SA65A80K lên. Và khi này thì TV sẽ tự động bật lên và anh em biết được là cái trạng thái microphone, tiếng nói của chúng ta đã được thu thập như thế nào. OK Google, HDMI 3. Thì khi mình ra lệnh như vậy thì là cái TV nó sẽ kết nối đến PlayStation 5 mà mình đã bật từ trước đó. OK Google,
Thời tiết hôm nay như thế nào? Ở thành phố Hồ Chí Minh vào hôm nay sẽ có các cơn dông với nhiệt độ cao nhất là 32 độ và thấp nhất là 24 độ. Hiện tại trời chủ yếu có mây và nhiệt độ là 32 độ. Ok Google, chỉ đường tôi đến bưu điện trung tâm thành phố. Cách tốt nhất để đi đến bưu điện trung tâm Sài Gòn là qua bà huyện Thanh Quan và Nguyễn Thị Minh Khai và sẽ mất khoảng 11 phút với mật độ giao thông vừa phải. Tiếp đến thì mình sẽ nói về hệ điều hành. Thì hệ điều hành chiếc TV này sử dụng Android 10 và nó dựa trên cái giao diện là Google TV. Thì đây là một cái giao diện chuẩn mà Google đã phát hành cho TV Sony. Giống như kiểu chúng ta hay nói về những chiếc điện thoại có giao diện gốc, thì TV Sony là một trong những Android TV gọi là có giao diện gốc. Và điểm mới mà Sony đã trang bị cho những dòng TV Bravia năm 2022 đó chính là một cái remote có những cái nút được tối ưu và thiết kế đơn giản hơn. Thiết kế đơn giản thì giúp chúng ta có thể tập trung vào những cái lệnh, những cái điều khiển một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn không thiếu những cái tính năng mà cần thiết những người dùng sử dụng nhiều thiết bị. Chẳng hạn như là nút Input. Input là đầu vào, chúng ta có thể lựa chọn nhiều những cái thiết bị đã kết nối, có thể lên tới là 2 HDMI, 3 HDMI mà một số các remote khác trên thị trường cũng thiết kế tối giản như vậy nhưng mà nó lại lượt bỏ đi. Hay một cái nút mà mình rất thích đó chính là cái nút mute, tức là cái nút tắt và mở tiếng tạm thời. Thì cái nút này cũng cực kỳ quan trọng trong những cái trải nghiệm khi mà chúng ta muốn ngắt nhanh âm thanh mà thiếu cái nút này thì cũng là một thiếu sót. Và có thể thấy là cái remote này nó đáp ứng hầu hết những cái nhu cầu sử dụng của người dùng, vừa tối giản mà là còn vừa có cái thiết kế gọn gàng đẹp mắt. Bên cạnh đó thì dòng TV Sony Bravia năm 2022 đã đưa trở lại cái webcam Sony gọi là Bravia Cam. Thì cái webcam này nó không đơn thuần cho chúng ta sử dụng những cái kết nối khi mà gọi video call. Trong cái thời đại vừa qua đại dịch thì mọi người vẫn tiếp tục ở nhà và vẫn tiếp tục làm việc hybrid working, sử dụng video call. Nhưng cái camera đó nó có thể nhận diện được cái chủ thể cũng như là cái cử chỉ để có thể điều khiển TV. Thật tiếc là mình chưa có thể trải nghiệm được hết cái tính năng Bravia Cam này và hẹn anh em trong một cái video khác để chúng ta có thể trải nghiệm nhiều hơn khi mà cái Bravia Cam đó xuất hiện. Cái chiếc camera này kết hợp với những cái cảm biến mà Sony tích hợp trên cái TV thì nó có thể giúp cho cái việc mà tối ưu hình ảnh hay âm thanh trong một cái không gian phù hợp để giúp cho chúng ta thưởng thức những cái nội dung khác nhau, từ xem phim, xem tin tức hay chơi game, thì cái âm thanh và hình ảnh nó sẽ được đồng bộ và chúng ta sẽ bớt cái thời gian để cân chỉnh những cái thứ đó. Và như mọi năm thì Sony tiếp tục trang bị cái phần cứng để có thể đáp ứng cái hệ điều hành Android TV nó được mượt và tối ưu hơn. Thì anh em có thể thấy một số điểm mới trong cái giao diện Android 10 với cái giao diện Google TV ở trên cái dòng TV Bravia A80K này. Cái phần setting thì nó được thiết kế bo tròn nằm ở vị trí bên phải khi mà chúng ta truy cập ở màn hình ngoài. Hay phần cài đặt nó sẽ có nhiều những cái tùy chọn và nhiều cái tab để cho chúng ta có thể truy cập một cách dễ dàng hơn. Và Sony cũng tùy biến cái phần quick setting để cho chúng ta có thể tùy chọn những cái tính năng mà hay sử dụng, tắt mở nó hoặc là sắp xếp theo cái vị trí phù hợp để cho chúng ta có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn và tắt bỏ những cái tính năng khi mà chúng ta không sử dụng đến, nó sẽ tiện lợi và hiệu quả hơn. Tiếp đến thì mình sẽ nói về phần âm thanh. Nếu như Sony đã thuyết phục được người dùng về cái chất lượng hình ảnh thì âm thanh mới thực sự là thế mạnh và đem đến cái nhiều đổi mới, nhiều cái tính gọi là độc và lạ so với những cái hệ sinh thái của những thiết bị nghe nhìn khác. Điển hình như Sony hiện tại có nhiều cái thiết bị có thể tái tạo âm thanh 360 độ. Thì với chiếc TV Sony Bravia A80K thì vẫn là cái tấm nền OLED và cái tấm nền này nó tích hợp một cái hệ thống loa bên trong màn hình, nó gọi là Acoustic Surface Plus. Thì cái hệ thống loa này nó sẽ phát ra âm thanh từ màn hình và khi mà chúng ta lại gần chiếc tấm nền TV và có thể nghe được cái âm thanh nó phát ra từ những cái vùng khác nhau dựa trên những cái nội dung mà được phát. Thì đó cũng là một cái đặc điểm từ trước đến nay Sony đã làm cho cái dòng TV OLED và nó vẫn là một cái đặc trưng của hãng. Chưa kể là hãng còn kết hợp với những cái hệ sinh thái thiết bị âm thanh của mình như loa sound bar, những cái mẫu tai nghe chống ồn, những mẫu tai nghe chất lượng cao hay là chiếc tai nghe đeo cổ SRS NS7 thì nó có thể tái tạo được âm thanh theo tiêu chuẩn Dolby Atmos để chúng ta có thể thưởng thức
những cái âm thanh vốn dĩ là những cái hệ thống sao ba cao cấp hay là nhiều loa nó mới có thể thực hiện được. Thì với những cái trang bị như vậy thì mình nghĩ đó là những cái công cụ dễ dàng để cho anh em có thể thưởng thức những cái âm thanh giả lập, âm thanh vò, để chúng ta có thể nghe một cách cá nhân, để thưởng thức, vừa thưởng thức âm thanh vừa thưởng thức hình ảnh nó một cách dễ dàng hơn. Thì tùy vào anh em sở hữu những thiết bị gì, tai nghe hay là loa đeo cổ hay là hệ thống sao ba, thì Sony cũng sẽ có những cái thiết lập phù hợp. Bởi Bravia XR A80K là một cái thiết bị trung tâm để cho chúng ta có thể điều khiển những cái thiết lập âm thanh đối với những cái hệ sinh thái, những cái thiết bị xung quanh mà nó mang thương hiệu Sony, nó sẽ đồng bộ tốt hơn với TV Sony để cho chúng ta có thể thưởng thức những cái âm thanh giống như kiểu là đang trong rạp hát mà có những cái âm thanh mà nó chạy qua chạy lại ở bên tai mình ấy. Nghe nó sướng, nghe nó tự nhiên giống như kiểu chúng ta đang ngồi trong không gian của một cái rạp hát vậy. Và phần quan trọng nhất của một chiếc TV đó là công nghệ hình ảnh. Thì với Bravia từ năm 2021 thì Sony đã tích hợp một trí tuệ nhận thức, bộ xử lý Bravia XR Cognitive. Thì trí tuệ nhận thức tức là nó sẽ highlight, tức là nó làm nổi bật những cái chi tiết mà não người nghĩ rằng là chúng ta cần coi những cái chi tiết đó. Ví dụ trong một cái khung cảnh, nó sẽ nổi khối những cái tòa nhà so với những cái background, hay là hình ảnh con mắt của một cái con vật nó sẽ nổi hơn so với những cái phần còn lại. Và với cái tấm nền OLED thì anh em thấy là một cái màu đen sâu, và một cái độ chuyển từ cái phần màu cho đến cái phần màu đen nó sẽ được mượt, và nó sẽ không có bị cái hiện tượng là có những cái sọc theo cái kiểu mà cái đèn nền LCD có ít cái bóng nó tái tạo. Thì rõ ràng đó là một cái lợi thế của công nghệ OLED. Và nếu mà mình kể ra những cái công nghệ mà Sony đã áp dụng trên những cái dòng TV này thì có lẽ là anh em sẽ thực sự cũng chẳng có thể thuộc hết đâu. Thì mình sẽ liệt kê ở đây để anh em có thể thấy và tham khảo thêm thông tin. Và có thể thấy cái tấm nền OLED này nó có thể đáp ứng được nhiều cái nhu cầu để cho chúng ta có thể giải trí, xem nội dung hay là chơi game. Và Sony cũng tích hợp hầu hết những cái công nghệ để cho chiếc TV này có thể chơi game PlayStation 5 một cách tối ưu nhất, từ cái việc là giảm độ trễ hay là tối ưu cái độ mượt trong những cái khung cảnh chuyển động, hoặc là những chuyển động đó nó bị thiếu khung hình thì những cái thuật toán nó sẽ chèn thêm những cái khung hình để cho cái mắt chúng ta khi mà xem những cái hình ảnh chuyển động cao đó nó sẽ được mượt mà và nó dễ chịu hơn. Từ đó thì cái trải nghiệm của anh em khi mà thưởng thức những cái nội dung game, những cái nội dung chuyển động cao thì nó sẽ không có cảm thấy là khó chịu hay là có hiện tượng là giật lag khung hình như chúng ta thấy khi mà coi ở những cái video mà có cái khung hình thấp. Và để thiết lập một cách tối ưu thì Sony đem đến hai cổng HDMI nằm ở mặt lưng. Trong đó hai cổng đều hỗ trợ là 4K 120Hz. Và trong đó có một cổng hỗ trợ IARC để cho chúng ta có thể đồng bộ cái tín hiệu từ những cái mẫu sao ba có hỗ trợ tính năng là Dolby Atmos, thì nó sẽ tạo ra được những cái âm thanh theo đúng cái tiêu chuẩn mà nhà sản xuất, những cái nhà phát triển về nội dung họ đã tạo ra. Và tất nhiên dòng TV này thì nó vẫn sẽ có những cái chế độ mà trước đây Sony đã tích hợp trên những dòng phiên bản cao cấp Master Series hay là dòng A80G trước đây, thì bao gồm là cái chế độ tự cân chỉnh cái màu sắc của Netflix, tức là nó sẽ tái tạo lại những cái màu sắc hay là những hiệu ứng hình ảnh mà những nhà làm phim mong muốn đem lại cho người dùng, tức là điều chỉnh hoàn toàn tự động. Và tất nhiên nó sẽ còn nhiều cái dịch vụ streaming khác. Và sức mạnh của Sony thì anh em đều biết, họ có một cái xưởng studio, xưởng phim, và cái dữ liệu tái tạo nó sẽ phân tích nhiều và nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái độ nét màu sắc nhờ cái vi xử lý Bravia XR là Cognitive Processor XR nó đã làm nên. Với những gì mà cái phần cứng của chiếc TV này thể hiện được thì theo mình nghĩ là sau khi đầu tư chiếc TV này thì mình sẽ đầu tư vào cái nguồn phát nội dung. Thì chúng ta khi mà có càng nhiều cái nguồn phát nội dung càng cao thì cái sức mạnh của chiếc TV này nó sẽ càng thể hiện nhiều hơn. Và trong trường hợp những cái nguồn phát đó nó chưa đạt đến cái ngưỡng mà chúng ta mong muốn thì cái vi xử lý của chiếc TV này vẫn có thể tái tạo được những cái hình ảnh mà chúng ta muốn xem có một cái độ nét cao cũng như là cái chất lượng về màu sắc, độ tương phản bởi cái tấm nền OLED được tạo ra. Với những cái tính năng mang lại thì mình nghĩ là dòng A80K này sẽ có cái giá bán phù hợp và cùng với những cái tính năng mà anh em có thể
đầu tư trong tương lai và xài trong một cái thời gian dài. Cái phiên bản 65 inch này mình thấy trên website Sony là giá là 56,9 triệu đồng, khá là phù hợp để cho anh em có thể sở hữu một cái TV có cái tấm nền chất lượng, tấm nền OLED cùng với những tính năng đem lại chất lượng hình ảnh và âm thanh đồng bộ với những cái thiết bị mà Sony hiện đang có. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn em đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.